Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tải và tạo cái ví mềm MetaMask trên điện thoại smartphone. Trước hết, quý vị hãy vào CH Play hoặc là App Store. Rồi, cái ô tìm kiếm này quý vị chọn này. Và quý vị đánh là MetaMask vào đây. Đó. Rồi, quý vị chọn luôn cái MetaMask Blockchain Wallet này này. Quý vị bấm vào biểu tượng để tải xuống. Ok, quý vị chọn mở luôn để mở lên này. Rồi, quý vị chọn bấm vào Get Started này. Rồi, nếu quý vị đã có 12 ký tự thì quý vị nhập vào cái input này. Nhưng ở đây KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để tạo một cái ví mới. Thì quý vị chọn vào Create a New Wallet này. Rồi, cái bước đầu tiên là quý vị phải đặt mật khẩu cho cái ví. Quý vị xác nhận lại mật khẩu ở cái ô thứ hai. Quý vị lưu ý là đánh chính xác mật khẩu như cái ô ở phía trên quý vị vừa đánh. Và mật khẩu này phải bao gồm chữ hoa, chữ thường, cả chữ số và dãy ký tự đặc biệt. Rồi quý vị bấm vào cái dấu tích này này để đồng ý này. Đó. Rồi, quý vị chọn tiếp là Create Password. Ok, bây giờ quý vị bật cái cài đặt vân tay lên này. Quý vị bấm vào Start. Quý vị chọn Start tiếp. Quý vị xác nhận bằng vân tay. Đây, quý vị bấm vào View để chép lại cái dãy 12 ký tự. Private key. Thì đây chính là cái 12 private key. Quý vị lưu ý này, quý vị phải lưu lại và tuyệt đối không được để làm lộ cái 12 ký tự này. Rồi, quý vị chọn vào continue đi. Quý vị hãy xác nhận nhập chính xác cái dãy 12 ký tự này vào. Rồi, số 1 là gì đây? Số 1 vacant, số 2 grab, số 3 private, số 4 zip, số 5 ic, số 6 video, số 7 banet, số 8 coffee, số 9 now, số 10 DeFi, số 11 Enet và số 12 Grant. Ok, sau khi nhập chính xác 12 cái dãy ký tự này vào, quý vị bấm vào Complete Backup này. Rồi, quý vị chọn vào Done đi. Quý vị chọn Done, xác nhận. Rồi, quý vị chọn là I agree này. Rồi, quý vị chọn vào lâu thanh đi. Ok, vậy là KTV và quý vị đã tạo xong một cái ví MetaMask và mặc định cái ví này nó sẽ chạy trên cái nền tảng ERC20. Bây giờ quý vị muốn thêm các token vào thì quý vị bấm vào Add Token này. Đó. Ở cái ô tìm kiếm này này, quý vị hãy đánh cái mã token vào. Ví dụ KTV sẽ đánh là USD, USDT đi. Đó, đây, USDT Tether đây này. Quý vị chọn luôn cái này này. Đó. Rồi, sau đó quý vị bấm vào Add Token. Đó, thì nó lên đây luôn rồi.
Rồi trường hợp nữa là nó không có trong cái danh sách này. Đây quý vị bấm vào add token đi. Có những token nó không có trong cái danh sách tìm kiếm này thì quý vị hãy vào CoinGecko hoặc là etherscan.io. Đấy cái smart contract của nó và add nó vào. Đây ví dụ ở đây KTV sẽ sử dụng cái CoinGecko đi. KTV sẽ nhập vào ô tìm kiếm này. Ô tìm kiếm ở đây KTV sẽ lấy một cái token XRP chẳng hạn. XRP đây. XRP này. Rồi cái này trên điện thoại smartphone nó không hiện smart contract từ cái trang CoinGecko thì quý vị hãy vào cái etherscan.io này. Etherscan. Rồi quý vị hãy đánh là một cái là BTT chẳng hạn. Đó, đây. Ví dụ KTV sẽ lấy cái token có mã là BTT này. Đây. Đây, quý vị để ý cái contract này. Quý vị hãy bấm vào cái biểu tượng copy đây này để copy cái contract của nó. Rồi, đã copy này. Bây giờ trở lại cái ví MetaMask, quý vị add nó vào. Quý vị chọn vào add token này. Quý vị chọn tiếp là cái custom này, token này. Rồi, quý vị dán cái địa chỉ contract vào cái ô đầu tiên, ô thứ nhất. Ok, thì bên dưới nó sẽ tự nhận cái mã token và cái dãy ký tự. Rồi, quý vị chọn vào add token. Đó, đây. Thì cái token nó có mã BTT nó sẽ hiện lên trên cái ví này. Đó. Còn cái việc gửi nhận thì quý vị cũng bấm vào. Ví dụ đây KTV bấm vào cái ETH này. Gửi thì quý vị chọn gửi, nhận thì quý vị bấm vào send và đi save để nhận. Đó. Ok, và quý vị lưu ý này, tất cả các token nó chạy trên cái ví MetaMask này là nó chạy trên cái network ERC20. Còn quý vị muốn thêm cái network BEP2 hoặc BEP20 hoặc UOB trên thì quý vị tìm hiểu các video trước mà KTV đã chia sẻ. Và KTV xin nhắc lại một lần nữa là cái private key của quý vị phải tuyệt đối giữ bí mật. Ok, KTV xin kết thúc video tại đây.